Bạn đang nghe Radio Mai Linh. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ cơn mưa, sao anh còn đứng đó? Đâu, đâu, đứng đâu? Mà anh nào mà lại bỏ bạn Yến không đón về vậy ta ơi? Liều thật đấy. Hay, bởi vậy, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Ôi, có nhiều anh lắm, mà tại bạn Như Yến không biết đấy thôi. Ủa, ở đâu giờ anh? Chỉ em biết coi. Chiều nay dù mưa hay nắng thì em cứ nhấc máy lên bấm 1055 này là có ngay một anh đi ô tô tới đón em và đưa em về tận nhà luôn. Đảm bảo không dính một hạt mưa nào luôn nha. Oh wow, anh Mạnh Tùng đang nói đến mấy anh taxi dễ thương nhà mình phải không ta? Chứ còn gì nữa, lúc nào các anh tài xế Mai Linh cũng luôn sẵn sàng phục vụ chị em tận tình, chu đáo và an toàn nữa. Ai, xong rồi, em vừa đặt được xe, để chiều nay mấy anh lái xe sẽ tới đón em. Thích quá đi. Nhanh thế cơ? Tất nhiên rồi, Như Yến của anh mà. Điểm báo Mai Linh. Kính thưa quý vị, vừa qua, tập đoàn Mai Linh hợp tác cùng VNPay cho ra mắt SmartPOS, máy thanh toán điện tử hiện đại, nhanh chóng và đa năng. SmartPOS là giải pháp thanh toán thế hệ mới, sở hữu hàng loạt tính năng nổi bật. Máy được thiết kế nhỏ gọn, đẹp mắt, tính di động cao, màn hình cảm ứng đa điểm lớn, hệ điều hành Android quen thuộc với người sử dụng, kết nối Bluetooth, Wi-Fi, 4G, định vị toàn cầu, GPS, camera sau để quét mã QR và mã vạch, in hóa đơn thanh toán ngay trên thiết bị, tích hợp đồng bộ các phần mềm quản lý và đặt xe do Mai Linh phát triển. Mục tiêu hướng đến là trên mỗi xe taxi Mai Linh chỉ cần một thiết bị duy nhất phục vụ toàn bộ nhu cầu công việc của tài xế. SmartPOS cũng là thiết bị duy nhất trên thị trường chấp nhận hầu hết các phương thức thanh toán như thẻ ngân hàng, bao gồm các loại thẻ nội địa và quốc tế, thẻ thành viên MCC và Green Card đầu số mới 120793, thanh toán qua mã VNPay QR, QR Voucher do Mai Linh phát hành và thanh toán qua các ví điện tử có liên kết nữa. Ngoài ra, SmartPOS còn cho phép tài xế dễ dàng tra cứu lịch sử giao dịch, in lại hóa đơn cũng như đổi mã PIN và tra cứu số dư thẻ thành viên của Mai Linh. Cũng trong buổi lễ ra mắt POS, tập đoàn Mai Linh cũng giới thiệu đến khách hàng chiếc thẻ xanh Green Card. Đây là loại thẻ taxi mới nhất của Mai Linh, có thiết kế vô cùng sang trọng và hiện đại khi tích hợp công nghệ giao tiếp trường gần NFC và QR Code nên có thể thanh toán không cần chạm. Thẻ chứa nhiều tiện ích giúp khách hàng đi taxi Mai Linh luôn chủ động trong các khâu nạp tiền, thanh toán và kiểm tra dịch vụ. Hiện tại thì Green Card được bán theo hình thức thanh toán trả sau dành cho cả đối tượng khách hàng là doanh nghiệp và cá nhân. Trong tương lai gần, Green Card sẽ được Mai Linh tích hợp thêm phương thức thanh toán trả trước. Khách hàng có thể thuận tiện nạp tiền vào thẻ tại các văn phòng giao dịch của Mai Linh trên toàn quốc hoặc từ ví điện tử, tài khoản ngân hàng liên kết. Sau khi biết tin SmartPOS được triển khai đầu tiên ở thủ đô Hà Nội, thì các bác tài ở những địa phương khác hẳn đang rất tò mò và nóng lòng được mục sở thị cũng như muốn nhanh chóng được lắp đặt SmartPOS phải không nào? Xin bật mí là, hiểu được tâm tư nguyện vọng của các bác tài Việt Nam, tập đoàn Mai Linh đang đẩy nhanh tiến độ để ngay trong tháng 6 này sẽ triển khai SmartPOS tại thành phố Hồ Chí Minh trên phạm vi nhỏ, sau đó tiếp tục triển khai diện rộng ở thủ phủ miền Nam và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương. Còn các bác tài ở những tỉnh thành khác, chúng ta cũng chờ đợi thêm một thời gian nữa nhé. Tin cực vui dành cho quý vị thính giả nghe radio đây. Mai Linh vừa triển khai chương trình Đi càng xa, giá càng rẻ. Theo đó, chính sách giá đường xa của Mai Linh được linh hoạt thay đổi cho phù hợp với từng nhu cầu, từng quãng đường và từng địa bàn khác nhau. Nhân viên tổng đài sẽ tư vấn cả quãng đường sao để tiết kiệm nhất với khách hàng. Khách đi 2 chiều sẽ tiết kiệm được đến 60% cước chiều về, khách đi 1 chiều vẫn tiết kiệm được đến 30% trên tổng số cước. Giá cho thời gian taxi chở khách cũng được tính sao cho phù hợp với lịch trình của từng khách. Đặt xe nhanh gọn, thanh toán dễ dàng với đa phương thức, tiền mặt, thẻ ngân hàng, thẻ taxi Mai Linh, voucher Mai Linh, QR code trong điện thoại và ví điện tử.
xe đưa đón tận nơi, đưa đi tận chỗ, rước về tận chốn. Đi xa với thương hiệu taxi uy tín, lái xe thông thạo đường xá, chốt trước giá tiền thì còn gì vân vân nữa, đúng không nào? Thưa quý thính giả, trả lại tài sản khách để quên là một nét đẹp trong văn hóa phục vụ khách hàng bằng cả trái tim của tập đoàn Mai Linh. Mới đây, nữ lái xe Lê Thị Mỹ Xuyên, mã số nhân viên 076226 thuộc Mai Linh, thành phố Hồ Chí Minh, đón một nam hành khách di chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất đến đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận. Sau khi trả khách, chị Xuyên phát hiện một túi đen có rất nhiều cọc tiền, mệnh giá 500.000 đồng. Ngay lập tức, chị Xuyên báo về tổng đài để liên hệ khách hàng. Sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định, nữ tài xế Lê Thị Mỹ Xuyên đã trao trả đầy đủ số tiền 310 triệu đồng cho nam hành khách. Tập đoàn Mai Linh đã tặng giấy khen và thưởng nóng cho lái xe Lê Thị Mỹ Xuyên, biểu dương gương người tốt, việc tốt trên toàn hệ thống tập đoàn. Dạo này, thời tiết diễn biến thất thường nên các anh em lái xe đi kinh doanh nhớ chú ý, nhất là những khu vực miền Nam đã bắt đầu vào mùa mưa, tầm nhìn hạn chế, đường xá trơn trượt rồi ngập lụt nữa. Vì vậy, các anh phải hết sức cẩn thận nha. Sau đây, Mạnh Tùng sẽ chia sẻ tới anh em những điều cần lưu ý khi lái xe mùa mưa nhé. 1. Kiểm tra hệ thống phanh, đèn và cần gạt nước của ô tô để đảm bảo rằng nó đang hoạt động tốt. 2. Đảm bảo lốp xe không mòn quá mức độ cho phép. Lau sạch kính chắn gió cả bên trong và bên ngoài để giúp quan sát bên ngoài tốt hơn. Nhớ, xe phải luôn bật máy lạnh khi trời mưa để hơi nước không bị tụ lại trên kính nha. 4. Bật đèn pha để quan sát tốt hơn và để người khác nhìn thấy bạn dễ hơn. Trong điều kiện trời mưa, đặc biệt là những cơn mưa lớn, tầm nhìn bị hạn chế, việc bật đèn pha sẽ giúp những chiếc xe lưu thông ngược chiều dễ dàng nhận biết, từ đó tránh những va chạm không đáng có. 5. Đi chậm hơn tốc độ bình thường và tăng khoảng cách với xe phía trước. 6. Tránh đi sát xe tải hoặc xe buýt để tránh nước tạt vào kính chắn gió. Nếu đi gần, những chiếc xe lốp lớn này có thể làm nước bắn, khiến tầm nhìn của bạn bị hạn chế rất nhiều. 7. Đi giữa phần đường của mình để đề phòng rủi ro va chạm với xe khác. Chọn làn đường ở giữa để tránh bị ngập nước. Tránh phanh gấp, đặc biệt là nếu xe của bạn không có ABS. Hãy giảm ga hoặc rà nhẹ chân phanh để giảm tốc độ và luôn nhớ phanh sớm hơn và nhẹ hơn so với bình thường, vì độ nhạy của phanh khi đường ướt sẽ kém hơn từ 2 đến 3 lần so với đường khô. 9. Không dùng phanh tay khi xe bị trượt. Thay vào đó, hãy từ từ nhả chân ga và điều khiển xe đi thẳng cho tới khi xe lấy lại được ổn định. Dùng phanh chân đạp nhẹ cho tới khi xe trở lại trạng thái cân bằng. 10. Không đi qua dòng nước chảy nếu bạn không nhìn thấy đáy để tránh xe bị nước cuốn trôi. Hơn nữa, nếu vũng nước quá sâu có thể làm nước ngập vào bên trong gây hư hại đến hệ thống điện. Đi chậm khi qua vũng nước. Nếu nước ngập đến cạnh cửa dưới xe thì bạn nên đi đường khác, bởi vì nước ngập sẽ làm hư hỏng nặng hệ thống điện. Đó là chưa kể đến rủi ro thủy kích. 12. Khi lái xe vượt qua vùng ngập nước, bạn nên tắt toàn bộ các thiết bị phụ tải không cần thiết như hệ thống điều hòa, âm thanh để giảm tải cho động cơ. 13. Trường hợp mưa lớn kèm gió giật thì hạn chế tối đa việc di chuyển. 14. Trong những ngày khô nắng trở lại, nên mở cửa để mùi ẩm mốc trong xe thoát ra, giúp không khí được thông thoáng hơn. Để tiếp tục chương trình, sau đây, mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc Chiều Nay Không Có Mưa Bay, sáng tác Châu Minh Tuấn và trình bày Thế Phương BBK. Nắng vàng góc phố, hoa nghiêng dài trong mắt, pha thu nhẹ trôi rất êm. Chiều nay không có mưa bay và em ngủ quên đã lâu rồi, ngủ quên trên phố một mình. Mưa là khúc hát, mưa là năm tháng, còn em là những nhớ mong của đời anh.
chiều nay không có mưa bay, chỉ có những con đường dài cùng anh ngồi hát phôi phép. Chiều nay không có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai, chiều nay không có mặt em cười như lúc xưa, chiều nay góc phố cũng biết buồn tha hoa bay khắp con đường, chiều nay không có mưa rơi anh lặng im rồi phiêu linh hà đê gió cuốn anh đi mãi xa vời. Làn mây phiêu lãng nơi cuối trời tìm em, phải làm sao để có nụ cười một chiều mưa bay năm nào. Chiều nay không có mưa rơi, chiều nay không có những không có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai, chiều nay không có mắt em cười như lúc xưa, chiều nay góc phố cũng biết buồn tha hoa bay khắp con đường, chiều nay không có mưa rơi anh lặng im rồi phiêu linh gió cuốn anh đi mãi xa vời. Làn mây phiêu lãng nơi cuối trời tìm em, phải làm sao để có nụ cười một chiều mưa bay năm nào. Chiều nay không có mưa rơi, chiều nay không có những vẫn thế, chỉ mưa và anh. Ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Radio Mai Linh số 39 với chủ đề mưa. Đến đây thì Như Yến và Mạnh Tùng phải nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả ở Radio Mai Linh số tiếp theo. Chúc cho các bác tài của Mai Linh sẽ có thật nhiều sức khỏe và luôn an toàn trên mọi nẻo đường. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đi lên từ niềm tự hào, vui ca lên ân tình ra sao, cho non sông Việt Nam kiêu hùng cùng sánh vai ngang tầm thế giới. Đi lên từ niềm tự hào, vui ca lên ân tình ra sao, từng nụ cười Mai Linh hôm nay, niềm tự hào non sông hôm nay, ta xây đời dành cho tương lai.